Bệnh đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não, là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Trong vòng vài phút, nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào sẽ bắt đầu chết. Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu sẽ càng ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Như vậy, làm sao để nhận biết được sớm các triệu chứng cũng như các dấu hiệu của bệnh đột quỵ và cách xử lý như thế nào là đúng khi gặp phải? Hãy cùng nhà thuốc Mỹ Kim tìm hiểu qua video dưới đây nhé. Đầu tiên, dấu hiệu của người bị đột quỵ. Dấu hiệu đầu tiên, dấu hiệu ở thị lực. Thị lực giảm, nhìn mờ dần cả hai mắt hoặc một mắt. Tuy nhiên, biểu hiện này không rõ ràng như các biểu hiện yếu cơ mặt hoặc yếu tay và các vấn đề về ngôn ngữ. Chỉ có người bệnh khi nhận thấy mình có dấu hiệu này thì nên được yêu cầu ngay cấp cứu lập tức. Dấu hiệu thứ hai, dấu hiệu ở mặt. Mặt có biểu hiện thiếu cân xứng, miệng méo, nhân trung hơi lệch qua một bên so với bình thường, nếp mũi, má, bên yếu, bên rũ xuống. Đặc biệt khi người bệnh nói hoặc cười thì sẽ thấy rõ các dấu hiệu miệng méo và thiếu cân xứng trên mặt. Dấu hiệu thứ ba, dấu hiệu yếu tay hoặc chân. Khi xảy ra đột quỵ, một triệu chứng hay thường gặp bên cánh tay phải hoặc trái của người bị đột ngột yếu đi hoặc tê bì. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến các bên đối diện vùng não và xảy ra đột quỵ. Cảm giác của người bị đột quỵ là tê bì mỏi tay, khó cử động, khó thao tác, không nhấc chân lên được. Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở rộng hai gian cánh tay trong 10 giây. Nếu một cánh tay bị rơi xuống thì có thể chỉ báo yếu cơ, là một trong những dấu hiệu của bệnh đột quỵ. Dấu hiệu thứ tư, dấu hiệu qua giọng nói. Người bị đột quỵ có thể triệu chứng khó nói hoặc nói ngọng bất thường, môi lưỡi bị tê cứng, miệng mở khó, phải cố gắng sức thì mới nói được. Hãy tự kiểm tra bằng cách lặp đi lặp lại một cụm từ. Bạn có bị nói liếu, dùng từ sai hoặc không thể nói? Nếu điều này xảy ra thì có khả năng bạn bị đột quỵ rất cao. Dấu hiệu thứ năm, dấu hiệu qua nhận thức. Người bệnh có biểu hiện rối loạn trí nhớ, không nhận thức được, mắt mờ, ù tai không nghe rõ. Dấu hiệu thứ sáu, dấu hiệu ở thần kinh. Người bệnh cảm thấy nhức đầu dữ dội, đây là triệu chứng nặng và khá phổ biến của bệnh đột quỵ, nhất là người bệnh có tiền sử đau nửa đầu. Bên cạnh đó còn có một số dấu hiệu khác như tự nhiên chóng mặt, hệ thống tuần hoàn sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu tim quá yếu, bộ não không nhận đủ oxy cần thiết. Điều đó sẽ làm bạn luôn cảm thấy chóng mặt, thậm chí là đau đầu. Do đó, bạn cần chú ý và đi chẩn đoán bệnh ngay khi có những biểu hiện trên thường xuyên. Nếu bạn bị chóng mặt, buồn nôn hoặc gặp khó khăn về đi lại, thì bạn có thể nghĩ ra rằng mình bị say, song nhưng thực tế đó là dấu hiệu của bệnh đột quỵ. Dấu hiệu tiếp theo, đau nặng đầu. Cơn đau nặng đầu, đột ngột là một trong những triệu chứng hay gặp ở người bị đột quỵ. Dấu hiệu yếu một bên cơ mặt. Yếu một bên cơ mặt, đột ngột có thể là dấu hiệu của bệnh đột quỵ. Để kiểm tra, các nhân viên cấp cứu có thể yêu cầu bạn cười hoặc nhe răng. Nếu một bên mặt của bạn trùng xuống hoặc không cử động thì có thể là nguy cơ của tình trạng bị đột quỵ. Dấu hiệu khó thở hoặc tim đập nhanh. Một nghiên cứu về những khác biệt giới trong đột quỵ cho thấy phụ nữ dễ bị các triệu chứng khó thở và tim đập nhanh khi đột quỵ so với nam giới. Cách phòng ngừa bệnh đột quỵ. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Văn Tuấn, trưởng khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Tâm trí Đồng Tháp, đột quỵ là nguyên nhân tàn phế hàng đầu gây tử vong thứ 3 sau tim mạch và ung thư. Theo đó, mọi người, đặc biệt là người trên 50 tuổi, nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm để có thể phát hiện sớm và được bác sĩ tư vấn điều trị đúng cách về phòng bệnh những biến chứng nguy hiểm. Ổn định huyết áp ở những người mắc bệnh cao huyết áp. Huyết áp là nguyên nhân chính gây đứt mạch máu não, vì thế bệnh nhân cần được điều trị để ổn định huyết áp và tránh nguy cơ đột quỵ. Ổn định đường huyết. Bệnh tiểu đường là yếu tố gây mãn sơ vỡ động mạch, dẫn đến thiếu máu ở não. Ổn định đường huyết cũng là cách phòng ngừa bệnh đột quỵ, kiểm soát cholesterol trong máu. Bỏ thuốc lá, giảm rượu bia. Thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh mạch máu não. Ngừng hút thuốc lá là giảm nguy cơ rất lớn trong bệnh đột quỵ. Thiết lập một số chế ăn uống lành mạnh và nhiều rau xanh, ít dầu mỡ, ít cholesterol và muối. Thường xuyên vận động để rèn luyện thể chất, ổn định trọng lượng của cơ thể. Cách xử lý khi bị đột quỵ. 3 giờ đầu tiên sau khi đột quỵ được xem là thời gian vàng. Do lúc này các dấu hiệu của bệnh nhân mới xuất hiện,
khả năng phục hồi rất cao. Sau 3 giờ, nơi vùng não xảy ra tai biến và mô não cận kề vùng tai biến sẽ bị hư hại, khó phục hồi. Do vậy, sau khi xuất hiện các triệu chứng đột quỵ, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Không nên áp dụng các phương pháp truyền miệng, nhân gian hoặc sử dụng những loại thuốc không rõ ràng, không có tác dụng. Những việc này sẽ làm chậm trễ thời gian vàng điều trị bệnh. Khi phát hiện ra người có dấu hiệu đột quỵ, cần xử lý đúng cách như sau. Đỡ người bệnh để không bị té ngã chấn thương. Để người bệnh nằm xuống chỗ thoáng. Nghiêng một bên qua để nôn ói, móc hết đàm nhớt cho người bệnh để dễ thở. Gọi xe đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Không tự ý cho uống hoặc nhỏ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác. Không để nằm chờ xem có lại khỏe hay không. Không cạo gió, không cắt lễ, cúng vái, v.v. Phải đưa người bệnh vào bệnh viện càng nhanh càng tốt để còn kịp cứu sống các phần não chưa chết nhưng đang bị thiếu máu nuôi, đang bị sưng hoặc do bị chèn ép. Hy vọng video trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ. Một khi cơ thể đã cảnh báo có những triệu chứng mập mờ thì bạn nên đi kiểm tra ngay, đừng để hối tiếc. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên bấm like, share và đăng ký phía dưới video để ủng hộ kênh nhé.